Rồi vô tấm hình luôn. Vô. Ok nha. 1 2 3. Xin chào cả nhà. Hôm nay sẽ là một chiếc video với chiếc máy quay mới trên tay mình đây, đó là con Insta360 One RS nè. Cùng tìm hiểu xem chiếc máy này có gì đặc biệt nha. Và cũng cảm ơn nhà phân phối Era Digital đã cho mình mượn trải nghiệm sản phẩm này trong ít hôm nha. Ai quan tâm thì link trong phần mô tả nhé. Đầu tiên thì nó được cấu tạo từ 3 mảnh ghép ráp lại với nhau, gồm có một dock pin, một thân máy và hai cái đầu len, một chiếc len 4K bình thường để quay góc wide cũng như những chiếc máy quay hành trình khác, và một chiếc len còn lại là len 360 anh em có thể tháo lắp vào và thành một camera quay 360 độ luôn. Thấy có tuyệt vời không? Như thế này thì chúng ta có một sản phẩm 2 trong 1 luôn nè. Lúc thì quay thông thường, lúc thì có thể quay 360. Tiết kiệm được tiền mua một con máy khác đó. Và đây là một số hình ảnh mình quay ở hôm ở sân vận động Thống Nhất nè. Quay rõ thấy mộng mộc ánh trăng trên trời luôn kìa. Và vì là quay 360 nên chắc chắn chống rung rất là tốt rồi. Chúng ta không thấy rung miếng nào luôn nha cả nhà ơi. Quay ban đêm nhưng chất lượng hiển thị hình ảnh cũng khá là sắc nét và chi tiết nha. Mặc dù là được lắp ghép từ nhiều mảnh ghép, nhưng thông tin từ nhãn hàng thì nó có thể chống nước ở độ sâu 5m đó nha. Nhưng nói chung là mình cũng sợ, không dám làm gì đó ngay lúc này. Để clip sau mình thêm vài trải nghiệm bơi lội cùng nó nhé. Mình có cầm xem qua thì thấy trên thân máy có 3 cổng mic tất cả, nên lấy âm thanh được từ nhiều hướng. Nãy giờ đi lòng vòng cũng có nhiều tiếng gió, nhưng check footage thì không thấy rõ tiếng gió cho lắm. Mà nghe được những âm thanh từ nhiều hướng xung quanh cũng rất là thú vị. Thanh màu đỏ này là dock pin, mình cứ tưởng nó là dock sạc. Thấy cũng rất là tiếc, giá như gỡ cái dock này ra mà vẫn quay được nhỉ. Đó giờ mình sử dụng con Insta360 Go 2, đã quen với vấn đề sử dụng 500 rồi. Giờ cầm trên tay con này không có công nghệ 500 thì không quen cho lắm. Nhưng được cái vỏ bọc nhìn cũng rất là chắc chắn và cứng cáp. Mình nghĩ nó sẽ bảo vệ tốt cho cái con máy này. Trong cái clip này thì mình sử dụng không phải là cái tay cầm chuẩn của nó, nên có chút lỗi tí xíu ở phần cầm tay. Anh em có thể thấy ở đây, đợt sau mình thử sử dụng một cái tay cầm chuẩn hơn cho con máy này xem có hết không nhé. Và mình mới test sơ sơ vậy thôi à. Còn nhiều thứ hay ho khác mình chưa rớt tới. Thôi hẹn anh em clip sau mình sẽ vọc kỹ càng hơn nữa nha. Và cách đây không lâu thì mình cũng có một trận banh tại sân Thống Nhất này luôn. Thế nên sẵn đây mời anh em trở lại ngày hôm đó nhé. Một trận banh rất thú vị với góc quay từ cầu thủ Nguyễn Văn Toàn. Hello anh em. Và hiện tại là mình đang ở sân Thống Nhất. Đẹp không? Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Team Restyle Soccer. Và mình là Phạm Trung Thi. Nay mình đang ở sân Thống Nhất và sẽ có một trận banh diễn ra ở đây mà mình không có đá, tại vì đang chấn thương và cần thời gian để phục hồi. Thì mấy anh em đội Vima FC có trận banh ở đây mà mình không đá được, nhưng mà mình sẽ cho anh em trải nghiệm sân Thống Nhất. Rồi, sắp tới sẽ Vlix trở lại, còn mình còn bộ thành phố sẽ đá ở đây, mình sẽ đi xem. Rồi Hoàng Gia Lai đá AFC giải câu bộ châu Á thì cũng đá ở sân Thống Nhất luôn, thì mình cũng sẽ đi xem Hoàng Gia Lai đá ở đây luôn. Hoàng Gia Lai không được đá ở sân Pleiku, được đá Thống Nhất, thì mình sẽ đi xem Hoàng Gia Lai đá đây, được gặp lại Vinh Vương, Tuấn Anh, Công Thượng, vân vân, kia tây sắc nữa. Lúc này thì mình không nghĩ là phải phẫu thuật chân nên còn sung lắm. Đó, bước trên mặt cỏ rồi, lằn kẽ rất là đẹp nè, mịn màng, không cho khởi động trong sân. Ok yeah. Nói chung là để thuê sân Thống Nhất đá một trận thì cũng khó, không phải dễ. Hình như là do đợt này V-League không đá nên hình ra là mới cho thuê đá, chứ bình thường là chỉ để đá V-League thôi. Chi phí cũng khá là đắt đỏ đó, mắc lắm. Đá một trận tốn rất nhiều tiền nha, tốn rất nhiều tiền, và không phải là có tiền là thuê được, mà còn nhiều vấn đề mới có thể thuê sân Thống Nhất đá được. Tóm lại là đó, cho anh em xem sân Thống Nhất thế nào, và lát nữa sẽ cho anh em trải nghiệm cảm giác là một cầu thủ thi đấu trên sân Thống Nhất sẽ như thế nào. Và cầu thủ đó chưa tới, đó là hôm nay mình sẽ cho anh em xem góc quay của anh Nguyễn Văn Toàn. Anh Toàn giám đốc ngân hàng hay Bình Băng, Bình Tân á. Đó, thì anh Toàn chưa tới, lát nữa tới thì gắn camera cho anh đá nha. Rồi mọi người cùng chờ xem nha. Rồi, đây là anh Nguyễn Văn Toàn, số 22.
Anh ơi anh đi đâu vậy? Anh quay lại đi. Đó, anh Toàn đeo camera lên đầu rồi nha. Nay sẽ là một trận banh mà anh em sẽ được xem anh Toàn thi đấu và hy vọng là anh Toàn sẽ đá tốt nhất có thể cho anh em xem. Có cố gắng đá tốt không? Ok, cố gắng hết mình. Ok. Đâu vậy Khoa? Hay vậy? Trời ơi, em tôi đi đá chầu. Đá chầu. Đi đá chầu có trả lương không? Đam mê mà lương luôn. Ok Khoa ơi, bắt tốt nha. Mình siêu tiền đạo dự bị thôi. Sự thống nhất đứng ở trên khán đài nhìn tưởng nhỏ nhỏ, ai dè vô sân rồi mới thấy nó rộng bao la luôn. Cú dứt điểm khá tốt của Luân sư phụ, bóng liếm nhẹ và xà ngang cục thành. Pha đột phá qua ba cầu thủ đội bạn của anh Phương Râu, tiếc là cú dứt điểm chệch cục dọc trong gang tấc. Sao nhà anh cái luôn chuyền về chứ khó vậy em? Nhà anh cái đi Bi. Các cầu thủ áo xanh được một quả phạt trực tiếp ở một vị trí rất là thuận lợi để ghi bàn. Nhưng cú sút chìm dưới hàng rào lại đi chệch cột dọc. Penalty. Wow. Thủ môn Vũ Thịnh đã đoán đúng hướng nhưng vẫn có bàn thắng cho Bồ Đức. Anh Phương ơi! Anh Su! Và kết thúc hiệp 1, tình hình là đang gác 1-0 nhờ một bàn thắng penalty của anh Đức của Vima FC. Trận banh có livestream đang ngồi phía đằng xa. Trời ơi, quấn dữ vậy anh. Quấn phải, quấn trái luôn. Vậy... anh Đức trái đúng không anh Tiến? Đợt đó bị sao Đức vậy? Té sao? Té trụ xuống hả? Ấy chà, bị chen mình luôn trời. Bỏ bao lâu rồi đá lại? Một năm mới trở lại hả? Trời. Tương lai mình chắc cũng như vậy đó cả nhà ơi. Mà tính ra là đội bạn đi cũng đông thiệt. Nãy trong một cái tình huống mà thay người thay hết nguyên đội luôn.
là 11 người trong sân ra, 11 người khác vào. À không, 10 à. Thủ môn là Thịnh Vũ, bạn mình chụp bên kia không ra thôi, còn lại 10 cầu thủ. Ghê. Nhưng mà tỷ số lại rất là bất ngờ. Sao, nhận xét gì về hiệp 1 của anh? Lúc đầu thì đói banh. Không có banh đá luôn. Lúc sau mọi người, lúc sau mọi người mới nhận ra là mình ở bên này, cho nên là mọi người mới cho mình banh. Lúc đó chạy sắp mặt rồi. Thấy chạy quá trời chạy luôn. Thở quá trời thở nữa. Ok. Xem trong clip là nghe được tiếng thở như thế nào. Giày gì mà thấy lạ vậy ta? Này giày Adidas của rồng đỏ hả? Đâu đây? U, đôi này ghê á. Anh mua bao nhiêu vậy? Đợt trước là 2.9 triệu. Này là FG hả? Không phải. Này là SG. SG mới có đinh vậy nè, đinh thép. F50 là tên đôi giày, còn này cái đinh này là đinh SG. SG thường dùng vào những cái trận thi đấu sân lầy lội hoặc là hay cạp nhau rồi. Này cạp nhau là banh xác luôn á chứ đó. Ok, mang khá nặng chân á. Nặng vậy mà chạy dữ vậy. Ghê, Toàn tốc độ ghê quá. Nguyễn Văn Toàn này tốc độ như Nguyễn Văn Toàn luôn. Và đây là trọng tài của trận đấu ngày hôm nay. Chú cha ơi, có mái tóc bạch kim ngay phần đuôi phía sau. Một dáng vẻ cực kỳ dễ thương. Anh Toàn có ý kiến gì không? Mình rất là thích mấy bạn nữ mặc đồ thể thao như thế này. Dạ, xinh quá xinh, tóc quá sành điệu. Một trọng tài quá hot trên sân lúc này. U quà. Người đẹp nhất trên sân. Khoa ơi, anh bay, anh bay. Bị chỗ nào vậy anh? Bắp chân, bắp chân. Lấy lấy đá chườm vô anh. Tình hình là anh Thanh bị chấn thương rồi. Anh Sơn ơi. Và sẽ thay người. Đấy. Sơn anh. Đấy, Tuấn. Nhớ phụ anh Sơn nha. Sơn đá giữa. Nhớ quét anh Sơn nha. Chà, những bước đi tập tễnh. Dạ, kết thúc trận đấu ha. Thua. Nhưng mà thôi, không sao. Trận banh vui vẻ tại sân Thống Nhất là quá ok rồi. Đó, mọi người đang chào sân phía trong kia. Đã xong phải chào kết chứ hả? Giang trọng tài dễ thương quá nè. Trời, bắt tay giữ lại nữa. Anh Toàn xin tấm hình với lại rồi, vô tấm hình luôn. Vô, ok nha. 1, 2, 3. Rồi, quá đẹp luôn. Hay quá anh Toàn ơi. Anh Toàn number one, tuyệt vời. Đi đá banh mà còn cua được người đẹp trọng tài nữa. Chết rồi. Hay quá, xá hay luôn. Nha, ok, anh em thấy hay nhớ like đăng ký nha. Mình là Phạm Thi, xin chào các bạn. Bye bye.